Sữa rửa mặt rau củ cái tên có thể lạ lẫm với nhiều người, nhưng cũng rất đỗi quen thuộc với các chị em mê làm đẹp từ các sản phẩm tự nhiên. Nếu bạn còn đang băn khoăn không biết liệu em này có phù hợp với làn da của mình hay không hay có nên dùng hàng ngày để hiệu quả tốt nhất không, hãy cùng shop mình tìm hiểu về dòng sản phẩm này liệu có tốt như lời đồn không nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Sữa rửa mặt rau củ hoa quả là sữa rửa mặt thải độc nên khả năng tẩy rửa tương đối mạnh, những bạn da nhạy cảm có thể bị kích ứng và nổi mụn khi mới dùng, vì thế chỉ nên dùng hàng ngày với những bạn da khỏe. Còn những bận có làn da nhạy cảm chỉ nên dùng 2 đến 3 lần trên một tuần, vì dùng nhiều có thể đảo lộn cấu trúc da khiến da bị kích ứng và nổi mụn. Sữa rửa mặt rau củ hoa quả là thương hiệu mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên được nghiên cứu chuyên sâu trên từng loại da khác nhau để mang lại hiệu quả tốt nhất cho người dùng. Vậy nên với thắc mắc là sữa rửa mặt rau củ hoa quả có tốt không, thì hoàn toàn có thể khẳng định là sữa rửa mặt rau củ hoa quả rất tốt nhé. Với việc sử dụng sữa rửa mặt sẽ có tác dụng làm sạch sâu, loại bỏ dầu thừa, kiềm dầu cho da nên chỉ có tác dụng hỗ trợ bước đầu cho quá trình trị mụn, thải độc và ngăn ngừa mụn do bụi bẩn, vi khuẩn mà thôi. Để hiệu quả trị mụn được tốt nhất, bạn nên kết hợp sử dụng toner, kem dưỡng theo một liệu trình cụ thể để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé. Sữa rửa mặt rau củ hoa quả hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín. Bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt rau củ hoa quả hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.